cái tự nhiên cái mày hỏi cái làm cho cô làm miếng phiêu lại bị được. lý do có lý do để ăn thêm một miếng nữa. Bạn nào ở Cần Thơ nhớ ủng hộ hoa cho Madame nha. Tiệm hoa Happy số 46 đường Trần Hưng Đạo, phường An Nghiệp, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Bây giờ mình đi bẻ bần. Cái tổ chim nhồng dọc đóng trên cái bần kìa. Mình sẽ đi vào này tìm trái bần đó, cái chùm bần đó. Mình sẽ tìm cách bẻ nó về để làm món ăn cho các bạn coi nha. Cái này là dừa nè Thắng. Dạ. Cái này mới dừa nè. Cái cỡ này không biết có chua chưa, để chút mình thử coi. Còn trái này là chắc chắn là chua luôn. Và cái này là bắt đầu mình ăn với mắm sống được nè. Nhưng mà nấu nước miếng à. Nấu canh chua là phải chín nghe Thịnh nha. Dạ. Bây giờ Thịnh bẻ cái cho nhỏ ăn thử cái Thịnh. Dạ. Gắn liền cái này thử coi Thịnh. Ngon không con? Đâu? Có không? Có bắn bay lên đâu? Rồi đem đây. Đâu? Làm luôn cái này ở đây luôn. Đâu Thịnh? Bẻ này đúng không? Không, cạp luôn đâu cần gì đâu. Sạch mà mới vậy bạn. Trời nó cứng. Chua không hay chá? Dạ chết. Mắm cá linh thơm lắm luôn nha. Rồi bây giờ mắm cá linh này là ăn sống nè, cho nên là mình lựa con nhỏ thôi. Đúng không? Con nhỏ ăn ngon hơn đúng không? Dạ đúng vậy con. Rồi cái con bự quá ăn cũng hơi ngán à. Chắc ít thôi chứ nhiều quá cũng không có ăn nổi, thì mình vô trỏng mình còn ăn món khác nữa. Đó, gọi là để cho mỗi người một con vậy thôi. Xong. Này 50 gram nghe bà chủ. Ở đây là mình sẽ lột tỏi. Trời ơi, lột tỏi không có giới thiệu nữa trời. Cho vô chén. Cái này là giả chiến. Sau đó là mình sẽ đâm tỏi cho nát và ớt cho nát để mình bỏ, đặt mình bỏ vô cái chén mắm này. Ghê vậy. Khuấy lên. Sau đó mình chế biến để mình biến mình biết làm chế bằng. Đây. Biến rồi mình. Ơi, bạn cay á, lấy cái muỗng kìa. Dằn. Ui, dằn ra ngoài rồi dục luôn. Rồi bỏ vô đi nhanh lên. Một miếng mà hả cô? Trời ơi, cây chết màu rồi. Cái này không có mà chắc không cây đâu. Ớt sần, cá miếng đường, chủ quán ghê. Có đường, đây. Vô liền, vô nhiêu đó vô con? Vô. Rồi, hạnh. Xin miếng bột ngọt luôn con. Có không? Chắc không có. Thêm mà ngon quá. Đường đi, rồi, cho miếng mắm vô cô. Đây là mắm tất cá linh. Tất cả luôn, mắm cá linh. Thơm trời ơi, nghe mùi rất là thơm. Thơm không? Thơm. Lê. Thơm quá. Thơm không? Dạ thơm. Thịnh, nghe dạ, bà thơm không Thịnh? Thơm nhào. Thơm sao mà cái mặt mày nhăn như vậy? Nó đem phê cô ơi. Thơm thiệt luôn. Chúc tỏi ăn được không? Dạ được. Ok nè, trộn vô. Có bột ngọt càng tốt, nhưng mà đây là do đi lên bến phà cùng chim. Cho nên là bà chủ mới đi bán đồ rồi. Cơm nóng với chua chát á. Wow. Có trái chua chát kìa. Bóc lên. Đúng rồi, mình dám ăn không? Dám ăn. Xin cơm luôn. Cơm lắm cái gì ơi. Ăn cơm mình thấy xin chén cơm vô. Nghe thấy rồi. Chạy nước miếng rồi. Ngon quá cô ơi. Cái này kéo. Thơm. Giờ này mà có một chén chén cơm nóng thì thôi. Thêm đường. Thêm đường. Xin chén cơm đi, hồi mình ăn luôn. Tiên cho cô cái nhánh bần tiên ơi. Tự nhiên nhánh bần. Được rồi. Thắng không ăn được phải không? Cho xin trái hạnh nữa đi. Trái hạnh nó cho xin trái hạnh nữa. Cái đó gọi là trái hạnh hả cô? Trái hạnh, trái tắc hoặc là trái quýt. Trái nào cũng là nó. Rồi cảm ơn. Trái này nó hơi có mùi rồi, cho nên là chắc là dốt chua rồi. Bẻ nè. Trời. Một trái. Trái thứ hai nè. Trái này là chưa có mùi nha con. Dạ. Nhưng mà có thể là hy vọng là chua. Rồi chị chủ nhà nói là bẻ cái quầy này nè. Rồi bẻ trái, một trái được rồi. Rồi ok. Trời ơi, cái vụ này. Vụ này ok à. Sao ok không? Dạ ok. Sắc đại đi mà sắc sao. Ê, cái trái chín trước đi con. Cái trái chín trước thì đặng coi nó có chua không. Ô mềm thiệt luôn rồi. Cái này mềm thiệt rồi, Thủy ơi. Cô đổi tên con đi cô. Trời ơi, y dài với y ngắn giống nhau mà. Ủa, hư hả? Sao sao cô? Vậy mình tắt cái đó bỏ rồi. Đi. Sao mấy không có thuốc? Bằng bây giờ tôi cũng rồi, được rồi đấy. Đâu, đưa cô coi. Hai miếng nhỏ thôi. Làm ngon quá. Cái này dốt mà.
chua là thành công thèm. Nó đâu có mắm đâu, nó chấm, nó không có mắm chấm cho nên nó đang chờ. Khoan, Madam ăn cái này chua trước cái đã. Hên là trái này chua. Có bần rồi mà chưa có mắm này nè. Mắm Madam đang thử rồi, chờ chút. Dứt miếng ớt vô. Hơi ớt cay bác cô ăn được. Cho biết cảm nhận đi. Cục cơm. Chua. Ủa chua dữ vậy hả? Vậy làm này hơi khô bà chủ ha, mà có là tốt à. Ăn luôn nè. Ngon quá. Ngon. Mắm ngon. Mắm quá ngon luôn. Mắm linh. Chuối, chuối đi con. Để mình nè. Để mình làm lâu lâu đặng cho tụi nó rồi đó thèm, mình có cái mặt tròn kìa. Thèm quá. Chắc chuối ngon. Nó hơi nói không? Nó chua mà nó cay. Ôi, con thổi nó thèm chảy nước miếng rồi cô ơi. Có món rồi, mang cái này. Nè, xách ra đặng mỗi người được một miếng chua. Tiên, nhào vô Tiên. Đức ơi, à. Dì Khánh. Khánh. Hôm nay không ăn tiếp nữa cuộc đời. Ừ, đâu. Rồi ăn đi biểu cảm, cô Thảo ăn miếng đi cô Thảo ơi. Đây quay con. Sao? Đây trời ơi. Có một trái chín thôi cho nên mỗi người được có một miếng à. Trời ơi nó ngon. Ngon không? Ngon, nó chua mà. Trời ơi. Ôi, hai con mắm luôn. Ê, cái này mình kèm với một trái sống đi. Trái sống thịnh mày lo ăn không à, mày không xắt ra coi. Ngon không? Ủa mày Tiền Giang hồi đó giờ mày từng ăn lần nào chưa? Ủa chị kỳ vậy, dân Tiền Giang gì tệ vậy? Không, thấy đi, cho em miếng cơm nữa. Thằng này nới quá ha. Mưa, đang mưa. Trời ơi quý vị ơi, coi trời mưa nè. Đó, mấy cô trò đi cùng chim chơi. Đó, bây giờ là tổ hợp công ty công... Vui vẻ đừng tới mấy trái xoài. À, còn mấy trái xoài ấy phải kìa. Đó, công ty trách nhiệm là hữu hạn một đống thành viên. Hôm nay đi cùng chim mà coi tụi nó nè. Trời ơi, ông Toàn nó làm nới nhất nãy giờ luôn hết trời. Ê mẹ ăn thử miếng đi. Ba con mắm luôn. Thủi ăn con mắm nào chưa Thủi? Dạ con không dám ăn. Tức là chỉ chấm thôi chứ không ăn. Cô cũng chấm thôi chứ cô không có ăn cái con. Lâu quá rồi cô không có ăn. Con chú Trang. Này có khế nữa nha. Ê cái trái đó nó bị chát dữ không, cho cô một miếng coi. Trứng quá rồi, sắc không nổi. Sắc không nổi luôn, được rồi. Cái đó ăn mới ngon đó. Chua chua chát chát. Miếng của Thịnh nó mới cho cô nè. Cứng nhắc khó sắc ghê lắm. Nhưng mà chua chua chắc chá. Rất ngon luôn. Được không? Ok. Này. Cái này ăn bắp không mắc vệ sinh. Tại vì Madam sinh ra và lớn lên ở Campuchia. Cho nên Madam ăn bắp là chuyện bình thường. Hết bằng rồi em ăn chuối luôn nè. Ngon. Cái bằng chua kia ngon lắm. Toàn. Dạ. Cái bằng đó ngon lắm. Đây con bằng nè. Bạn Thịnh mới cho bạn cầu ăn bằng. Bạn có ngon á. Ngon lắm cô. Ngon. Cái trái này ngon nè. Thắng này thắng. Ăn cái trái này ngon lắm. Trái sống hồi nãy nè. Mà điều nó sắc không được. Nó sắc không được, nó sắc không kịp kìa. Cái bằng nó hơi còn chát chát chút nha Madam. Đúng rồi, thay vì mình ăn với chuối thì cái này vừa chua vừa chát. Bằng sống. Bằng chín. Đây là bằng sống. Hơi sống sống. Bằng sống thì nhìn nó khô hơn. Đúng rồi, nhưng mà nó chua chua chát chát, nó vẫn ngon. Cái này chưa có thơm. Ngon chát chát. Ngon không Thắng? Hồi nãy là nó chua lòm luôn. Còn này chua chua chát chát. Vẫn ngon. Chua và có mùi mắm nữa. Tiên ăn. Có hai người bỏ cuộc. Đây. Một Mister và một Mixit. Một Mixit đang bỏ cuộc. Lý do là cái bụng ngày hôm nay không êm. Hai người này là bụng không tốt. Còn tất cả chúng tôi là những người tốt bụng.
Xong chưa? Ăn nữa không? Vậy nữa nữa. Ăn nữa, ăn hết đi. Ăn hết đi. Đúng không? Khỏi phải ăn chuối. Chua chua chát chát đó. Thủ quỷ ơi, còn đủ tiền không Thủ quỷ? Tại vì ăn bằng đâu có tốn tiền. Mắm mua mà mua tại chỗ. Hên là bẻ bằng về đây, chị này có keo mắm linh, cho nên là mua một chén mắm linh và một trái chuối. Hạnh mới không tốn tiền. Đó, quay anh bẻ bằng. Ừ, anh này bẻ bằng về ướt luôn nè. À. Thủ quỷ nói với cô là nếu mà ăn cái món khác á, thì thủ quỷ không đủ tiền, nhưng mà ăn bằng với mắm là bao tới ngày mai. Mắm nó mặn bà cố luôn. Có mấy con mà nè, mấy cô trò ăn từ nãy giờ mà chưa hết nên là. Đây có chị bắt món này nha. Cái này là tính tiền hàng toàn là phân nửa. Dạ. Toàn nó ăn nãy giờ mà. Nhiều nhất. Dạ, con mắm thật. Ăn thêm con nữa cho bớt con. Anh Toàn cái bộ có lý rồi đó. Không quá. Anh ăn con mắm. Thịnh ăn con mắm thử hả Thịnh? Một con mắm rất ngon. Nãy giờ ba con, một con nữa là bốn. Cô múc con mắm nhỏ xíu không ạ? Con mắm. Nói chung là gần 40 năm cô chưa ăn món này. Rồi nó bữa nay học trò của cô nó ăn bóc theo cô hết rồi. Mua ăn không? Mua ăn ngủ đi. Bây giờ tốt bụng rồi cho nên là trở lên lại rồi. Rồi bây giờ Madame tiếp tục. Bây giờ cô Thảo đã sắc nhỏ ra rồi, Madame sẽ hưởng ứng phong trào. Nãy thằng Toàn nó chơi nguyên con không mà là mình cũng nôn nao lòng ruột hết trơn. Cảm giác sao cô? Cho cái review. Đang thấy ăn mà thấy thèm. Mình đang anh làm mà nó mất cái gọi là tao đang rất là vui. À, đang phiêu không? Đang phiêu. Đang rất là phiêu. Mày hỏi cái làm cho cô. Lại làm lại. Làm lại. Làm miếng phiêu lại. Làm miếng phiêu lại bị đâu. lý do. Có lý do để ăn thêm một miếng nữa. Nói chứ bây giờ ăn miếng cá thì còn ngon lắm. Tôi thảo tới Thảo nè. Ăn thử. Mấy em nó ăn hết rồi. Không cá trái. Nếu mà chín hơn một chút nữa chắc là ok hơn. Ăn rồi nó chảy nước miếng. Ăn rồi bây giờ tới hai cô ăn mà mày cũng chảy nước miếng nữa trời. Cho nó vô hình luôn coi. Dạ thôi. Cho nó vô hình thôi, xin miếng sao, nữa đi. Sao mày sân si vậy? Sân si vậy cho thử. Sân si vậy đây. Chơi nãy ăn rồi ăn mấy miếng luôn rồi đó. Ăn tiếp đi. Ngon. Em ăn đi rồi cô ăn tiếp đi. Nó thấy người ta ăn nó cứ Blem. Để mà để gần nó hoàn toàn nó sinh con nữa đó. Dạ. Nó chơi một con không à, nó không có chơi nữa. Dạ. Con thôi ăn nhiêu đó thôi. Chồng ăn nhiều mắm. Chồng miếng nước. Đấy chưa? Chồng miếng ớt. Ghê quá. Người, ăn xả không? Ăn dạ không ăn tỏi được. Không tỏi. Gình lấy ăn. Gình lấy ăn vậy làm chậm quá trời. Mày làm chậm quá trời. Ăn kiểu Campuchia nè. Ừ rồi ăn đi. Mắm chuối bần. Mắm chuối bần. Ngon không? Ăn thêm miếng chưa? Nữa. Nãy giờ mà nằm ở dưới giọng nghĩa là ân hận 1/4 cuộc đời. Cái món này con ăn rồi mà. Nhưng mà bữa nay nó ngon khác.